Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại em đang đi vào một buổi chiều vẫn còn nắng trên đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh của bến xe miền Đông cũ hướng ra được đường Điện Biên Phủ, đường lớn Điện Biên Phủ. Thì có thể đi về quận 1 và quận 3. Thì hiện tại em đang đi ngang qua bến xe miền Đông cũ, thì bến xe miền này hiện tại vẫn còn lác đác một vài hãng còn rước khách ở đây. Hiện tại thì tất cả đã tập trung ra ngoài bến xe miền Đông mới ở ngoài xa lộ Hà Nội của quận 9. Hiện tại thì em thấy trên đoạn đường này thì hai bên đường thì buôn bán hầu như chủ yếu là các quán ăn, quán cơm, quán hoặc là quán nước. Thì hiện tại thì đây là em thấy rất là nhiều các cửa hàng đang đóng cửa hoặc là trả mặt bằng. Hiện tại con đường này thì vào giờ cao điểm như là buổi sáng sớm và buổi chiều lúc tan giờ đi làm như là 5-6 giờ thì rất là kẹt xe và đông xe. Tại vì con đường này là con đường trung tâm để đi qua bên Bình Thạnh và quận 2, cũng như đi về bên thủ đô thành phố Thủ Đức. Thì trên đoạn đường này quý vị lưu ý đi đúng làn đường hoặc là dừng đèn đỏ đúng, tại vì đây là đúng quy định, tại vì đây thường là có những cho cảnh sát giao thông thường bắt nguội phạt nguội về vấn đề lấn lên và tín hiệu và là không dừng đèn đỏ đúng quy định. Thì hiện tại hai bên đường quý vị cũng có thể thấy là rất là nhiều shop đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Hiện tại vấn đề trả mặt bằng và ngừng kinh doanh đóng cửa của các shop hiện nay ở Sài Gòn rất là đang gia tăng rất là nhiều. Thì mong là qua năm sau sẽ có tiến triển tốt về kinh tế. Hiện tại rất là nhiều doanh nghiệp cũng như là các shop nhỏ không còn muốn trụ được để kinh doanh. Quý vị thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin kính chào quý vị.